Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 127, đề bài như sau. So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy nhớ lại những đặc điểm về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở thực vật có hoa, rồi so sánh với đặc điểm của cây rêu để chỉ ra những sự khác biệt. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. So sánh ở cây có hoa với cây rêu, các em sẽ thấy thứ nhất, ở cây có hoa có rễ thật, trong khi rêu chỉ có rễ giả, chính là các sợi mảnh mọc ở dưới gốc thân. Cơ quan sinh sản ở cây có hoa chính là hoa, còn ở rêu, cơ quan sinh sản là túi bào tử. Ở cây có hoa thì có mạch dẫn, phân thành mạch dây và mạch gỗ, ở rêu thì chưa có mạch dẫn. Thân ở cây có hoa phân nhánh, còn rêu không phân nhánh. Môi trường sống của cây có hoa thì rất đa dạng, bao gồm môi trường nước, môi trường cạn, v.v. Trong khi rêu chỉ sống được ở môi trường ẩm ướt. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 127.